Trường Quế, đúng tên đúng nghĩa tên họ là Thái Trường Quế. Là đệ tử thân tín của thầy Nhất, đi theo thầy trên 5 năm nay. Thưa quý đồng hương, rất hân hạnh thay mặt cho ban tổ chức hôm nay đón mừng thầy tham dự cái buổi tiệc liên quan, mặc dù rất đơn sơ nhưng mà rất nồng ấm, bởi vì tất cả học viên và thầy cũng là tình thầy trò gắn bó và gắn bó luôn mãi mãi ngay bây giờ và trong tương lai. Thật là một vinh dự cho tôi được tổ chức một buổi liên quan như thế này, rất đơn sơ nhưng đầy tình nồng ấm. Bởi vì Phật chỉ yên tâm đến chúng ta năm nay lần thứ nhất là thế gì, nhưng mà lần thứ nhất không được tổ chức như vậy và học hành cũng không được như cái kỳ này. Thầy rất như thầy đem hết tâm trí của mình để ra hướng dẫn cho tất cả học viên, và tất cả học viên ở đây đều thu thập được rất nhiều kết quả. Đó là một điều đáng mừng cho Phật chỉ yên tâm của mình. Với tư cách là lãng tử lên đường chinh phục trời Âu, với cánh đại bàng con đứng tất cả quý vị ở trên đài màn hình đã thấy, nhưng mà con chim đại bàng này hôm nay bị ở bên Pháp chỉ đủ cái tên chắc lắm là sẽ cánh chim đại bàng. Mặc dù vậy thầy đi phải đi từ mà xây qua Ý, qua Thụy Sĩ, qua Áo, qua Đức rồi trở về Việt, 25 giờ liên tiếp suốt đi về thế này, tất cả passport, giấy tờ, hộ chiếu, vé máy bay thầy đều có hết, nhưng mà giờ hộ chiếu không có làm sao lên máy bay được. Tôi nghĩ rằng bất kể nào thầy cũng bỏ cuộc, có nghĩa là không thể nào qua mình thiệt là được. Nếu mà thiệt trở ngại thì muôn phần chúng ta cũng bị trở ngại, nhưng mà thầy chẳng bản đường xa xa xôi, từ xưa tới giờ thầy chưa bao giờ ngồi lâu như vậy, chưa từng ngồi xe buýt như vậy, kể cả chúng ta không có ai thấy ngồi được 25 tiếng vậy. Vì tất cả mọi người thập chỉ liên tâm, nhà hội liên tâm ở tiệc cũng cả như chúng ta, mà hôm nay thầy đã vẫn đứng dẫn vẫn vẫn cười tươi, nhưng mà có héo héo chút đỉnh đâu sao. Thầy chưa có lúc nào như này, nhưng thầy đã hướng dẫn tất cả học viên thực hiện, nhờ chỗ đó mà tất cả học viên thu thập được rất nhiều kết quả. Chúng tôi không nói gì nhiều hơn, thành thật một lần nữa, thành thật cảm ơn thầy và thầy Thái để đến đây với chúng tôi và tận tình giúp đỡ tất cả anh em học sinh trong học viên. Thật là chưa có lớp nào như vậy, chắc có lẽ thầy cũng nhận được thấy rõ cho đó. Một lần nữa xin mời. Thứ hai tiếp nữa là chúng ta được thành lập được một cái hội thập chỉ liên tâm muôn sần, đó là một điều đáng mừng. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Thì phải nói là tôi đến với muôn sần là lần thứ hai, và khi mà trở về đây thì tôi giống như cái người con mà trở về nhà vậy đó, tôi rất là hạnh phúc và rất là vui. Cho nên đó là bằng mỗi khó khăn cách nào đi nữa thì hàng năm tôi cũng sẽ trở về với cái mái nhà này. Và phải nói là tôi rất cảm ơn bác Tư và anh chị em ở trong cái nhóm phụ trách ở đây đã hết lòng hết dạ mà tổ chức những cái buổi học tốt như thế này. Và cũng cảm ơn là vợ chồng của Hải, vợ tên gì quên, hai vợ chồng nữa là rất là đáng yêu, là lo cho thầy đủ mọi chuyện về từ ăn uống nghỉ ngơi mọi cái, và tôi rất là cảm động. Chắc có lẽ là mình ở khách sạn 5 sao hay là 6 sao vậy đó cũng không có thể nào bằng được những cái mối tình đầm ấm vậy. Và một cái điều nữa mà làm cho tôi hài lòng và làm cho tôi rất là hạnh phúc, đó là tất cả mọi người học hành rất chuyên cần và mọi người đều thực hiện tốt những cái bài học mà tôi đã đưa ra. Và mình đó là những người trong gia đình, mình là những người mà của thập chỉ liên tâm, không phải chúng ta chỉ học để lo cho bản thân chúng ta, mà chúng ta học
để lo cho cả cái cộng đồng ở Mission cũng như là những cái tỉnh lân cận. Tôi mong rằng là năm sau là cái sự phát triển của Thạch Chỉ Liên Tâm ở Mission và ở những cái là tỉnh lân cận sẽ tập trung được về đây để mà chúng ta xây dựng mỗi ngày cái gia đình chúng ta càng lớn mạnh hơn, yêu thương nhau hơn và hạnh phúc nhiều hơn nữa. Xin cảm ơn. Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập Chỉ Liên Tâm.